Video này được quay vào hồi 10 giờ sáng ngày 29 tháng 8 2023. Nhưng vì Dương công nghệ quá lười up nên bây giờ nó mới chính thức được ngoi lên YouTube. Thời điểm mà các bạn đang xem video này, Hà Vi đang rất hạnh phúc với con iPhone 15 Plus màu hồng phấn đông của cô ấy. Vậy nên các bạn hãy xem video vui vẻ và đừng oanh giá. Nếu video này được 5k view sau một tuần, chúng ta sẽ có số phỏng vấn tiếp theo. Và cuối cùng, cảm ơn các bạn và xin lỗi Hà Vi vì đã ong. Vâng, chào mừng các bạn đã đến với VVKL số thứ 3 và... VVKL là gì ạ? Vui vô cùng luôn. Vui vô cùng luôn. Okay. Như các bạn đã nghe thấy ở phần after credit số với anh Thành thì đây. Chị Hà Vi, tôi cũng đã lôi Vi sang đây để quay với chúng ta một video. Nhưng mà trong video này thì mình sẽ nói nhiều hơn đến điện thoại của Vi. Vâng, ok. Bởi vì cái chuyện cá nhân của em người ta biết hết rồi. Người ta không có gì thắc mắc nữa cả. Sao nghe nó kiểu bị thiếu sự tò mò ấy. Thế em kiểu bí ẩn hơn. Bây giờ tôi hỏi chị nha. TikTok của chị là chị có đưa anh nhà lên không? Có. TikTok của anh kia có đưa chị lên không? Có, nhưng mà chị thấy chưa, bao giờ tôi hỏi chị là còn cái gì khác đâu. Đây các bạn đâu nhìn phải này. Có mỗi chuyện tình cảm các đúng bạn, không? Đây các bạn nhìn nha, kênh TikTok này đấy, chị Hà Vi, bên này kênh TikTok David Vinh đấy, ok chưa? Tôi PR free luôn. Yeah, ok chưa? Nhớ follow hai kênh đấy nhá. Đấy thì các bạn, thế bây giờ chị thấy là nó còn gì để che giấu nữa không? Vâng, thôi được rồi. Không còn gì che giấu nữa cả. Đấy, màn hình điện thoại là cái gì? Ảnh em với người yêu. Đấy, thế chứ màn hình điện thoại của chị cũng là chị với anh ấy thì còn che giấu cái gì? Đúng chưa? Đây như anh Thành đấy, người ta không biết anh Thành mù màu hay là anh Thành có bạn trai bạn gái gì nhưng mà cần phải khai thác đi. Trong cái những video lần trước thì khi mình làm về iPhone 14 Plus thì có nhiều bạn có nói rằng là mình nào là ăn tiền này, nào là con đấy là không có đáng tiền. Thế thì ngày hôm nay thì mời hẳn cho các bạn một người mà đã dùng iPhone 14 Plus được một năm cho ta. Em mua từ hôm mở bán. Đúng là ra mắt là 14 tháng 10, anh nhớ thế, 14 tháng 10 2022. Thì đấy cũng là một năm rồi. Đây, các bạn thấy không? Trịnh Hà Vi, một người dùng iPhone 14 Plus chân chính. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những câu hỏi trong cái video ngày hôm nay. Lý do gì mà em từ bỏ 13 Pro để lên 14 Plus? Em nhớ được đấy là em có hai lý do lớn nhất. Một đó là em muốn đổi sang một chiếc điện thoại có màn hình to hơn. Okay. Và hai là đổi sang một chiếc điện thoại có pin trâu hơn. Thế nên là em chọn 14 Plus. Màn hình to, hai pin trâu. Và thứ ba nữa là cảm giác cầm nắm của nó rất nhẹ nhàng. Đúng, cực kỳ nhẹ nha. Anh cầm một tay 14 Pro Max với cả một tay 14 Plus thì con Plus nó nhẹ hơn kiểu một cách rõ ràng luôn ý. Thật sự là nó nhẹ so với cả 13 Pro chứ đừng có nói là 14 Pro Max của mình. Và đây cũng là một lý do mà mình nghĩ rằng là sẽ rất nhiều người cảm thấy thích. Nghĩa là chưa dùng thì chưa thấy gì đâu nhá. Dạ. Nhưng mà đã dùng lại cảm thấy thích. Ok, thế thì con 14 Plus này anh có thể bóc cái ốp của nó ra được không? Được anh ạ. Anh bảo anh bóc hay em bóc? Hả? Anh bóc. Anh bóc. Được rồi, em bóc đi. Một cái chiếc máy nữ dùng sau một năm mà các bạn nhìn này, nó vẫn còn gần như nguyên vẹn, nguyên zin luôn. Có phải em định đổi con này lên con 15 Plus hoặc con 15 Pro Max không? Em giữ gì nó như thế này? Em cũng định đổi đấy. Thế nên mà giữ gì nó như thế này đúng không? Nhưng mà trước đấy con 13 Pro các em định đổi mà nhà em không giữ được. Tức là nha, lúc mới mua về thì ai cũng sẽ có một cái tâm lý là mình sẽ cố gắng giữ chiếc máy này tốt nhất có thể, đúng không? Nhưng mà trong quá trình sử dụng ai mà biết được. Thật ra nha, con này của em rơi. Thôi, không, nhưng em còn. Em nói đi. Thôi, em còn bán máy. Đây. Không. Em cũng bị rơi xuống bông với cả nệm khá là nhiều. Thế nên là máy nó vẫn còn nguyên vẹn. Em có chắc đấy là bông với nệm không? Rồi, không. Để xem thử nha, là các cái phần viền này. Phần viền của Vi thì chưa có một vết xước nào các bạn ạ. Chưa có bất kỳ vết xước nào, nó chỉ là nó hơi bám bụi một chút xíu thôi. Và mặt lưng thì nó cũng mới nữa. Đúng sao rồi. Lại chọn màu tím khoai môn? Vì em rất là thích mấy cái màu pastel và đợt đấy em thấy cái màu này xinh. Bạn nữ nào cũng thích màu pastel nhỉ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ mở vào bên trong để xem là nó có cái gì. Okay. Em chọn cái phiên bản bộ nhớ là bao nhiêu GB? 128 nữa. 128, thêm mua thêm iCloud là em bao có nhiêu? Nha, em mua chung với cả một anh edit ở văn phòng em, hai bọn em mua chung 2T. Anh edit à? Không phải anh Vi. Ai hỏi? Rồi ai hỏi? Tự nhiên anh nhấn mạnh vào. Ai hỏi bộ trưởng? Đúng không? Đúng chưa? Tôi có hỏi không? Vinh có biết bữa nào không? Dạ. Vinh có biết bữa này không? Có ạ. À? Ok. Mua 2T là một tháng hết bao nhiêu ta? Em không nhớ đâu, thật sự bên em không nhớ. Tại đợt đấy là em gửi cho anh ấy một năm luôn. Để đỡ kiểu hàng tháng phải giục nhau ấy. Trong khi đó một năm mình vẫn chia nhau tiền Netflix với cả tiền YouTube Premium 25.000 một tháng. Netflix và YouTube bọn em cũng vẫn chia nhau nha. Nhưng mà em đóng một cục từ một năm, còn bọn anh phải đóng trước tháng. Bọn anh nghèo quá. 25.000 một tháng mà phải chia nhau nữa. Ban nãy có phỏng vấn anh Thành thì anh Thành có dùng một cái chiếc 14 Pro Max cũng 128GB nhưng mà anh Thành mua 2T là anh Thành dùng một mình anh ấy thôi. Giàu thế. Giàu nhỉ, một tháng hơn 200.000 chỉ tiền lưu trữ. Thế em đã dùng hết dung lượng cái này chưa? Hết. Mở ra xem thử đi. Bạn ấy đã dùng hết 119,7GB dung lượng bên trong máy. Còn iCloud thì nó vẫn đang load. Em có dùng Telegram. Em có. Em sợ hàng chục GB.
Anh vừa xóa rồi. Wow. Tại vì nhá, anh biết vì sao không? Văn phòng bọn em mọi video hay là mọi hình ảnh đều sử dụng Telegram. Anh hiểu, nên bên anh cũng thế. Nên là nét nó rất nặng. Thỉnh thoảng em phải xóa ứng dụng bởi vì là nó có bộ nhớ đệm ý. Cái này của em bao nhiêu? Ui, 35GB. Cáp cắt của bạn ấy là 35,6GB. Ảnh 4,47GB, hình như sao ảnh nó ít thế nhỉ, từ từ nhá. Không, thì ảnh nó up lên iCloud. Bây giờ anh thử bấm vào ảnh nhá. Vâng. Xem có bao nhiêu tấm nhá. Hiện tại là chúng ta có ở đây là 20.382 tấm ảnh. Wow. Còn về video thì chúng ta có đây là 3.481 cái video. Rồi, thế trong quá trình mà sử dụng cái chiếc iPhone 14 Plus này thì điều gì khiến em cảm thấy hài lòng nhất? Camera. Nó khác gì 13? Không anh ơi, bọn em cũng đã từng nghĩ thế nhá. Xong rồi cho đến có rất là nhiều lần mọi người đều phải bất ngờ vì là những bức ảnh được chụp từ máy em nó quá đẹp. Tức là kể cả trong điều kiện tối nhá, em giơ một con 14 Plus bên này, một con máy của người em là 13 Pro Max nhá. Hai chiếc máy khác hẳn nhau. Con của em nó sáng hơn, nó đẹp hơn một cách kỳ lạ. Mặc dù con kia là 13 Pro Max. Là một cái weebu nào đó mà em không biết đúng không? Vâng. Tức là con iPhone 14 Plus của em là nó đẹp hơn. Đúng rồi ạ. Sáng hơn. Vâng. Đó, thế em cảm thấy hài lòng với cụm camera của nó đúng không? Vâng. Nhưng mà con này nó không có camera tele. Tức là em chụp những cái ảnh mà kiểu em zoom xa thì nó không bao giờ dùng. Hồi xem dùng con 13 Pro em không bao giờ em động đến cái camera tele luôn. Ồ. Nên là khi mà đổi sang cái này em thấy thiếu một cam em cũng không vấn đề gì cả. À, thế hóa ra đấy là em đã mua một cái sản phẩm nó rất rất đúng với nhu cầu của mình. Đúng. Thế mà em cảm thấy hài lòng với em nó. Em rất hài lòng với con này luôn. Thế pin thì sao? Đây, hiện tại là mình đang thấy là con 14 Plus này của Vi đang on screen được 10 tiếng 19 phút. Và đa phần tác vụ bạn ấy dùng thì nó là TikTok này 28%, YouTube là 18%, Messenger là 16%. Nói chung là đa phần là các cái ứng dụng mạng xã hội. Và em dùng chủ yếu Wi-Fi đúng không? Cứ ra ngoài thì em dùng 4G, còn ở công ty thì ở nhà thì em dùng Wi-Fi. Rồi, tình trạng pin là 89%, thì cái này cũng ngang với anh Thành. Dung lượng tối đa là 89% và một ngày bây giờ đã bắt đầu phải sạc 2 lần rồi. Nhưng mà về cơ bản là nó vẫn đảm bảo được cho em những cái tác vụ hàng ngày và em dùng nó không quá khó chịu mà đúng không? Vâng. Trước đây em dùng 13 Pro, con đấy là có màn hình 120Hz. Tức là vuốt các thứ nó mượt ấy. Nhưng em chuyển sang đây em thấy là nó có bị khó chịu quá không? Hồi đấy em đã phải đặt lên bàn cân như thế này. Đó là giữa bốn con máy của dòng 14 đúng không? Đúng. Thì em chỉ thích máy to. Suy ra thì chỉ em là sẽ Pro chọn Max hoặc là Plus. Đúng rồi, Pro Max hoặc là Plus rồi. Thôi. Ở Pro Max thì nó có cái Dynamic Island. Island thì em không cần cái đấy thì có thể là bỏ qua này. Ok. Cái cam tele em cũng không dùng, bỏ qua này. Bỏ qua. Thì sẽ còn cái màn hình đúng không? 120 Hz. Thì cái đấy là cái em khá là phân vân. Thì em nhận ra là em thôi, nếu mà phải bỏ thêm một số tiền nữa ra chỉ để lấy cái màn hình thì em thấy nó cũng không xứng đáng lắm. Đúng. Thế là em đã quyết định là em chọn 14 Plus. Đấy, quá thông minh. Đấy các bạn thấy chưa? Chủ của một tiệm spa có tiền. Chủ đâu? Không liên quan gì đến cái đấy của mẹ. Con gái của chủ tiệm spa có tiếng ở Hà Nội, họ phải có đó kinh doanh như thế các bạn ạ. Cái đấy các bạn không biết. Rồi, thì mua phải theo nhu cầu. Bao giờ học thạc sĩ kinh tế nhỉ? Em chắc kiếp sau anh. Coi như là bỏ cái yếu tố liên quan đến cái độ gọi là tần số quét màn hình đi thì cái con này nó vẫn hiển thị cho em rất ngon mà đúng không? Vâng. Nó vẫn rất tuyệt vời mà đúng không? Vâng, cũng không. Thế mà anh nói mà người ta không tin anh, tệ thật. Tệ thật. Nhưng mà em ra ngoài nắng em nhìn có bị khó chịu không? Hay là nhìn vẫn tốt? Ờ đúng rồi, thỉnh thoảng ra ngoài nắng sẽ hơi nó sẽ hơi tối một chút. Vâng. Biết vì lý do vì sao? Có hai lý do, một là vì cái độ sáng tối đa trên màn hình của 14 Plus nó không bằng với 14 Pro và 14 Pro Max. Oh. Và thứ hai là iPhone của em lúc này có thể bị nóng. Khi mà nó nóng thì nó sẽ bị giảm sáng. Yeah. Đó. Thế em có hay chơi game trên chiếc máy này không? Hay là không bao giờ chơi game? Em không hay chơi game điện thoại. Không bao giờ chơi game trên điện thoại. Ba ứng dụng em dùng nhiều nhất? Insta, Messenger và từ khi em bắt đầu làm TikTok thì là có TikTok nữa. Instagram này, Messenger và TikTok. Yeah. Cái nào dùng nhiều nhất đi? Nhiều nhất. Nhiều hơn hẳn hai kia. Messenger à? Em nói em dùng Messenger nhiều nhất đúng không? Vâng. Thế mà anh bấm phần pin mà nó lại không hiện ra Messenger nhiều nhất. Thế đồ chì chá, nó là TikTok. Nhưng mà đấy là do TikTok nó tốn nhiều pin hơn thì sao? Em dùng TikTok nhiều nó tốn nhiều pin chứ. Có thể cái thời gian em dùng Messenger TikTok bằng nhau nhưng mà TikTok tốn nhiều pin hơn. Biết cái này thông minh phết các bạn. Ok, rất hợp lý. Ban nãy anh đã chơi đánh thành trò này rồi, tức là em hãy chụp lại một đoạn tin nhắn nhé. Vâng. Em nhắn tin với bạn trai thì em sẽ tô thành màu đỏ. Các bạn gái sẽ là màu xanh. À. Còn các group công việc sẽ là màu vàng. Ôi em nghĩ chắc là màu vàng á. Nào thử đi. Tức là cái phần này đúng không ạ? Đúng rồi, em có thể chụp khoảng 10 cuộc hội thoại gần đây nhất. Gần nhất ở đây là chúng ta có hai bạn nữ. Còn đâu là đa phần là các group làm việc của bạn Vi. Ở toàn là màu vàng thôi, đa phần là màu vàng đấy. Em nhiều group làm việc thế à? Vâng. Nhưng mà tại sao mọi người làm việc trên Messenger, em bảo là tele mà. Tele là nơi mà bọn em gửi video. Gửi file thôi. Vâng, gửi file thôi. Chứ còn nhắn tin các thứ là làm việc qua Messenger. Đúng rồi. Đây các bạn thấy không? Toàn là màu vàng thôi. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy là khơ khớ màu đỏ. Cho anh hỏi là cái màu đỏ gần nhất thì có phải là người yêu không?
Tôi hỏi thôi, tôi biết mà màu đỏ gần nhất là tôi các bạn ạ. À. Alo anh Dương à, em đến giờ cây rồi. Ừ, đấy, nãy gọi mày đi sang. Bình thường em có hay dùng cái con iPhone 4 Plus này để em quay phim các thứ? Em có, trừ những bài mà bọn em quay bằng máy của công ty thì là riêng rồi, còn lại tất cả những cái gì mà em tự quay thì em đều quay bằng con này. Nhưng cái vấn đề đây là trước đây em dùng 13 Pro rồi. Bây giờ em dùng 14 Plus thì em thấy là hai cái quay phim khác gì nhau? Ờ, về quay phim đúng là em không thấy nó khác biệt quá nhiều bằng ảnh. Vậy thì cái chiếc 14 Plus này mình có thể nói ngắn gọn lại là với những cái tác vụ của em là đa phần em dùng mạng xã hội này. Đó, và em cần một chiếc máy to, pin trâu và em không cần camera tele. Vâng. Trong khi nó chụp vẫn đẹp nhá. Thì đây là một sự lựa chọn rất là hợp lý với em rồi đúng không? Đúng vậy ạ. Thế em có lời khuyên gì dành cho những bạn nào mà vẫn đang phân vân chiếc 14 Plus này không? Em chỉ có một lời khuyên thôi, đó chính là trước khi mà mua bất kỳ món đồ công nghệ nào, không chỉ là điện thoại này, thậm chí là laptop này, đồng hồ, máy tính bảng vân vân và mây mây, thì chúng ta nên list ra những cái mong muốn của chúng ta đối với cái sản phẩm đấy, là chúng ta cần những điểm gì và không cần những điểm gì. Từ đó thì chúng ta mới lựa chọn ra được một chiếc máy phù hợp nhất. Trừ khi là các bạn có cái kinh tế rất là thoải mái đi, thì các bạn cứ cái nào đắt nhất thì các bạn phải thì chắc chắn là cái tốt nhất rồi. Đó, còn những bạn nào mà kiểu sẽ muốn đặt lên bàn cân một tí thì chúng ta phải nốt ra những cái mong muốn trước, rồi sau đấy đối chiếu mua một chiếc máy phù hợp, chứ không phải là cứ càng đắt thì là càng tốt đâu. Cực kỳ uy tín. Lời khuyên của con gái của một chủ tiệm spa ở Hà Nội, một người làm kinh tế rất giỏi các bạn ạ. Đó, là các bạn nên mua những cái sản phẩm mà nó gọi là nó đúng với nhu cầu của mình nhé. Đó, và đây, lời khuyên của một người đã dùng iPhone 14 Plus sau 1 năm và theo thang điểm phê thì em đánh giá con này ở mức nào? Chắc là phê đi. Ừ, phê tức là khoảng 8 đến 9 điểm. Vâng, thế chắc 8 điểm rưỡi. Nó còn thiếu cái gì mà em lại không cho nó là cực phê? Cái màn hình khi mà ra ngoài trời trời nắng ấy, đấy là một cái mà em gặp khá là nhiều, bởi vì là ví dụ như bọn mình thì sẽ hay phải đi quay chụp ở ngoài mà càng nắng thì phải càng ra đấy mà quay cho nó đẹp. Thế nên là những lúc đấy khi mà nhìn màn hình thì sẽ hơi khó khăn một chút. Còn nếu như mà cái độ sáng màn hình của nó mà cũng cao như là con Pro thì em thấy là con này là cực phê đúng không? Vâng, thì con này chắc là em sẽ chọn đời chọn kiếp với nó mất. Ok. Ok, cảm ơn Vi đã đến với VVKL số lần này. Và các bạn cảm thấy như thế nào về chiếc iPhone 14 Plus cũng như là những chia sẻ của Vi? Thì các bạn hãy cho mình biết bằng cách là comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những cái số tiếp theo. Và đừng quên là nếu như các bạn muốn mình mời ai về đây thì hãy cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.